Ngày 24 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương công nhân lao động giỏi tỉnh lần thứ 6 giai đoạn 2017-2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương các công nhân lao động giỏi đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp tốt, mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động doanh nghiệp. Để phong trào thi đua lao động giỏi trong lực lượng công nhân lao động đạt kết quả tốt trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm, các mô hình hay của cá nhân tập thể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm góp phần cùng các ngành các cấp xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Dịp này, 8 cá nhân vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 78 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua lao động giỏi tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ 6 giai đoạn 2017-2018.